Ngựa cá, chào tất cả các bạn. Hôm nay ngựa cá thức sớm làm món cua rang me nha các bạn. Tại mình tranh thủ mình đi làm tiếp sớm nên 8 giờ mình phải làm rồi các bạn. Đây đây là những con cua nha các bạn. Cua rất là khổng lồ nha các bạn. Đây nó bự thì là bự nha các bạn. Đây nó bự rất to nha các bạn. Cua rất là to. Đây các bạn thấy không? Nó bự quá to luôn. Đây các bạn thấy không? Cái kè rất là to nha các bạn. Wow, các bạn thấy to quá to luôn các bạn. Bữa nay mình làm học cách làm cua với lại rang me nha các bạn. Chúc các bạn ngày thứ bảy vui vẻ và ấm áp nha các bạn. Bạn nhìn đã không các bạn ơi? Wow. Giờ mình thử mình đập cái càng ra thử nha các bạn. Hay các bạn, hôm nay ông anh cũng cho hai cái cua nha các bạn, mà toàn là cua khủng không à. Hôm nay người cá thức sớm làm cái món cua rang me thử nha các bạn. Ngẫu hứng thôi. Giờ mới có 5 giờ. 5 giờ sáng nha các bạn. Đây những con cua khổng lồ nha các bạn. Nó vậy chứ bự lắm nha. Đây. Cái càng rất là to nha mọi người. Đây. Quá to luôn. Đây, quá to luôn nha các bạn. Wow. Đây. Cái càng này các bạn. Quá to. Đây. Càng khủng luôn nha mọi người. Quá khủng luôn á. Ừ, các bạn thấy so với cái kéo nó bự gì nè các bạn. Giờ mình làm cua nha mọi người. Rụng rụng chân luôn các bạn. Thấy trên TV làm rất là dễ, mình làm nó rụng chân à. Không được các bạn. Là nó bị rụng chân các bạn. Nó TV làm rất là dễ nha các bạn. Nói chung là giải này cũng cũng nhiều quá các bạn. Rồi rụng càng luôn các bạn. Rồi các bạn thấy cái càng không? Wow. Càng này là khủng luôn nha các bạn. Đây. Cũng bằng bàn tay của người bị cá luôn các bạn. Càng bự quá này sao nó bị rụng rồi mà nó còn quay quẩy nữa các bạn ơi. Giải cũng nhiều nữa các bạn, hai các bạn ha, 2 ký mà chắc giải hết gần nửa ký được các bạn. Đây ba chỉ lấy mua rất là hay nha các bạn, nhưng mà không biết thật làm được không nha các bạn. Chỗ ngay giữa này, ngay giữa đó các bạn, hai các bạn thấy tách mua cua các bạn. Đây tách mua cua này, người ta chỉ về đút cái này vô cái mình đi kéo ra là mua cua ra luôn nha các bạn. Thử làm thử nha các bạn. Oh, mình tọt quá nó lủng luôn các bạn, nó không ra rồi. Nhưng cua này nó bị ốm rồi các bạn. Âu. Wow, ra nha các bạn. Wow. Đây. Wow. Yếm bình thường là nó ở trên TV thì nó không có dính vô luôn nha các bạn. Cắt ra thôi. Nếu mình làm mà thịt nó còn rất là nhiều nha các bạn. Cắt bớt này ra, mình cắt bớt này hầm rửa sơ các bạn cho nó sạch cho nó đẹp thôi. Đây
bớt này ra nha các bạn. Đó. Đây. Còn lấy này ra nữa mà mình không biết cách lấy nha các bạn. Có lấy trong đây ra nữa nha. Mình không có lấy này, mình để này ha các bạn, ha mình rửa sơ lại nha các bạn. Đây. Cua này thì mình cắt cái này. Cắt cái này mình bỏ luôn nha các bạn. Rồi. Mình cắt mấy cái phổi của con cua mình bỏ luôn nha. Này phổi mình ăn cũng không được. Này mình rửa sơ lại, sạch sơ lại này nữa là mình. Đây, các bạn ha. Phổi nó đây. Mình rửa sơ lại các bạn. Kèm cho nó ra hai cái này nha các bạn. Nhưng nó bị ốm rồi các bạn. Làm con tiếp theo các bạn, con này nó hay bự hơn nữa các bạn. Mình cũng mới học trên YouTube cách làm cua nha các bạn. Dạ rất là cứng các bạn. Mình phải kéo mình gặp nó bị lật rồi. Đây. Đây. Nước nó chảy hết rồi các bạn. Đây. Wow. Hình như là cái giải nặng các bạn. Đây, con cua nó bự lắm các bạn nha. Đây các bạn. Rồi, nó khổng lồ luôn nè. Cái kèn nó nè. Wow. Đó. Đây, đây cái kèn nó nè. Đây, hai cái kèn nó các bạn. Rất là to luôn rồi. Hai càng bắt khủng luôn. Mình học cách lấy cái mu ra nha các bạn. Nãy con đầu làm được rồi, con hai này ngay đốt đốt này. Mình đọt cái kéo này vô. Rồi, các bạn nè, mình dỡ kéo ra là cái mu ra luôn nha các bạn. Wow. Rồi ha. Wow. Cái này nó đi ra luôn, thật ra luôn rồi các bạn. Mình bỏ luôn. Mình yếm luôn nha các bạn. Mình cắt hai bên dành này hay nó bị dơ nè. Cắt hai bên dành này các bạn. Cắt hai bên dành này mình bỏ đi. À, đây. Bật hai ở bên kia cái hở mình bỏ như này. Nó sẽ khỏi luôn. Em rửa sơ lại nha các bạn. Quá khủng luôn rồi. Rất là to nha mọi người. Đây là hao cua mình làm xong rồi nha các bạn. Cũng khá sạch rồi nha các bạn. Đây. Nói chung là mình làm cũng khá sạch nha các bạn. Cái kèn rất là to nha mọi người. Rất là to. Đây. Rồi giờ mình chuẩn bị mình đi xuống ruộng nha mọi người. Quá khủng rồi. Sương xuống mờ mờ các bạn ơi. Đây là những nấm ruộng hổm bắt chuột nha các bạn. Đây đây. Rất mờ các bạn ơi. Sương mù rồi.
Hay mọi người, mình chạy gần tới ruộng rồi nha mọi người. Đây là đường suối nha mọi người. Đây suối cái nha các bạn. Đây cái cây cầu các bạn ơi. Nói chung mà nước cũng hay đục nha các bạn. Lúc trước là trong lắm nha các bạn. Đây là đồ xe đồ ngời của mình đây các bạn ơi. Chuẩn bị gia vị sẵn, dưa hấu qua mình cũng là chuẩn bị sẵn nha các bạn. Đây bếp ga, lá chuối. Rồi các bạn. Hai chào tất cả các bạn nha các bạn. Mình sáng sớm mình đi chạy xuống ruộng sớm nha các bạn, để làm clip nha các bạn. Đây. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, nay mình chờ anh này mình chuẩn bị đồ nghề xong rồi nha các bạn. Đây là dưa hấu ha, mình sắp xung quanh nha các bạn. Đây đây cua đây các bạn ơi. Đây, dụng cụ mình làm nên chuẩn bị ra bờ suối từ hôm qua nay nha các bạn. Wow. Giờ mình chuẩn bị mình chế biến nha các bạn. Giờ mình bỏ hành chút hành, chút tỏi và chút gừng nha các bạn. Qua wow, mình có bỏ gừng luôn luôn nha các bạn. Wow. Đây hành đây các bạn, bỏ một nửa hai nửa mình làm nước sốt nha các bạn. Wow. Chút gừng nữa các bạn ơi. Wow. Lửa lớn quá hành này chắc cháy quá rồi. Wow, thơm lắm nha các bạn. Giờ mình đổ cua vô luôn nha các bạn ơi. Mình qua buổi sáng mình làm mua qua giờ mình để nó cũng hơi ướm nha các bạn. Những con cua khổng lồ luôn nha các bạn ơi. Này mình không có đem nắp theo rồi các bạn ơi. Này mình không có đem theo cái nắp đậy nên thất bại rồi các bạn ơi. Cái mâm mình để mình làm ấy rồi. Hay đổ vô giữa rồi luôn hả? Cái này để cái bánh người ta giờ mình ăn rồi. Cái gì đó? Cái bánh á. Bánh gì? Bánh này tròn của vị đó. Các bạn ơi, nó bắp bữa mình đi nay có cờ nha các bạn. Thì là sắp có trái rồi các bạn ơi. Đây. Bình nước hổm mình để nay nó còn luôn các bạn ơi. Cảnh cảnh cũ nha các bạn. Cua cũng gần chín rồi, cái mình làm nước sốt nha các bạn. Sốt me. Đâm ớt đi không? Chấm ớt. Nè, bỏ miếng muối ấy vô kìa. Này là siêu cay luôn các bạn ơi. Wow, sệt sệt rồi các bạn ơi. Mình nãy
mình thiếu mua bột bắp rồi các bạn. Bắp cho nó sạch sạch lại các bạn. Hả? Bỏ vô cái, bỏ vô cái này Hiếu, để đâm bể. Cái nào? Cái này hả? À? Ờ. Đâm nhiều nhiều vô, bỏ miếng đường, miếng ngọt vô nè. Rồi chết, quên đem chanh này. Rồi, thiệt là. Nhiều không? Nhiều muối chưa? Nhiều muối, được rồi con nha. À. Cho anh miếng luôn. Rồi, bỏ vô. Nhiều nhiều miếng này mà này nhiều nhiều tại chua mà đúng không? Mẹ chua hai nữa. Rồi, miếng muối cho anh miếng muối luôn. Nửa muỗng không? Ờ nhiêu đó đi, mặn không? Rồi, nửa muỗng luôn. Có mặn chát luôn. Mặn luôn hả? Thôi sợ được rồi. Nửa muỗng gì ít vậy? Muỗng nó đi, múc muỗng nó đi. Nãy em bỏ đường cũng nhiều mà. Như đây. Rồi. Cái hạt lạc mình đâm chấm muối nha các bạn. Nêm muối ít thôi các bạn ơi. Qua wow, các bạn ơi, sạch quá đã các bạn ơi. Wow, nhìn hấp dẫn luôn các bạn ơi. Wow. Quá đã, quá đã, quá đã. Nắng lên rồi nha các bạn. Tranh thủ mình làm xong rồi mình về mình đi làm nữa các bạn ơi. Wow, nằm nhắc xuống mình cho cua lên nha các bạn. Đây, cua đây, cua đây, cua đây. Có muối chưa? Nè có nước trong nó mấy nè. Còn sao ít nước, ít chứ hả? Ít muối gì hả? Vì bỏ là miếng nữa. Trời ơi. Ớt siêu cay luôn á. Bây giờ mình đâu có chanh đâu mà nặng. Thì cho mình đâm muối ớt thôi. Bây giờ mình không có chanh mà. Thôi mình gửi rồi. Đâu mình gửi rồi hả? Siêu chua cay luôn các bạn ơi. Wow, chắc hay đỏ quá. Rồi, hôm rồi các bạn ơi, cháy luôn các bạn ơi. Nên đổ nước sắc me vô nha các bạn. Wow. Bây giờ mình đổ nước sắc me vô các bạn ơi. Wow. Có mùi khác rồi các bạn ơi. Để lửa lớn quá hay sao đó. Wow. Đúng rồi, này đã lửa lớn quá rồi. Là khét cua của mình rồi. Về bỏ cái chén. Cái gì nước dài dài. Hả? Cắt ra. Và mấy cái ấy mình làm nó, mấy cái mù này mình thấy nó bị bể rồi các bạn ơi. Xong cho mũi mũi. Mày cháy nước cho con dạ. Ớt không, không lấy mũi luôn đi, sao cháu hiếm. Nói lúc không biết hết rồi, ra được. Hả? Không có mũi gì đó. Vậy hả? Mình sẽ đây lắng.
Lật lại đi các bạn, lật lại thấy cái chèn nó bự lắm nè các bạn. Wow, cái này nó bị gì. Wow, cái chèn các bạn ơi. Wow, nghe mùi chua bốc luôn các bạn ơi. Mấy cái mùng cua này là sao nó bể. Nói chung là lửa nó cháy không đều nữa, đúng không? Bên soi bên không nè. Quá hấp dẫn các bạn ơi. Đây là những chú cua ông anh ông cho nha các bạn. Cái lửa cua, cua này là cua, này là chắc cái này là cỡ hết cỡ rồi các bạn ơi. Cua hết cỡ rồi. Cua Cà Mau khổng lồ nha các bạn. Ông cho có 2 kg, 2 kg mà có 4 con các bạn. Wow, soi lên cái này này không có nắp à. Này có thường làm có đầy nắp không biết là mọi người ơi. Này người Huy gắn không có đem nắp theo rồi, mình chắc phải nấu nó hơi lâu xíu các bạn. Wow, cái này à. Wow, đây đại chính là mình trang trí là xong nha các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Đây, mình thấy nó sôi đảo các bạn. Wow, đây là những cái mù cua nha các bạn. Wow, cái chèn nó chính là đẹp quá mọi người. Đây điện thoại của người bị cá không được nét lắm nha các bạn. Cái này đẹp quá, đẹp quá. Wow, ớt quá, ớt luôn các bạn ơi. Nắng đã lên rồi các bạn ơi, tranh thủ mình làm, bây giờ mình đi làm các bạn. Bây giờ chín miếng nữa mình trở xíu nha các bạn. Ủa, thôi quá các bạn ơi, hơn nước muối rồi. Đây cái mưa ớt đây. Nhìn hấp dẫn quá ha. Có đem theo cái gì nắng quá thì sao mình hay mình ngồi ta. Rồi không quá nắng quá. Ngồi đập trắng trắng nổi không biết. Cái này cậu cái gì quán nó lại được không? Đây. Yeah.
tám anh em mình ăn sáng vô luôn hả? Hai đã lên ngủ rồi, hai đã tới lên ngủ à, mà nó hả? Cái ông tám bao giờ hỏi không đi ngủ hả? Các bạn ơi, giờ mình xong phần trang trí nha các bạn. Cua cũng đã chín rồi các bạn ơi. Đây các bạn. Và cua đã chín rồi, giờ mình mời các bạn dùng cua với ngựa vi cá nha mọi người. Nói chung là mình tại mình sắp lại nha, chứ cua nó cũng màu rất là đẹp nha các bạn. Nhờ có mấy dây dưa hấu nha các bạn. Đây, chấm ớt siêu cay. Nãy mình làm này cũng ớt nhiều lắm nha cả nhà. Wow. Những cái càng cua khổng lồ nha mọi người. Đây. Bự lắm cả nhà ơi. Hay nắng lên rồi các bạn ơi. Wow. Đây. Những con cua chói nắng rồi các bạn ơi. Đổi màu đỏ rồi các bạn. Các bạn nhìn đã không các bạn ơi? Wow. Giờ mình thử mình đập cái càng ra thử nha các bạn. Hay ngựa với cá chào tất cả các bạn nha các bạn. Cua chín rồi nha các bạn. Đây. Wow. Cái càng bự lắm nha các bạn ơi. Mời các bạn dùng cua với ngựa vi cá luôn nha các bạn. Giờ cũng đã nắng rồi, mình tranh thủ ăn đừng về mình đi làm nữa các bạn ơi. Sẽ mình chuẩn bị qua nay các bạn. Đây Hiếu cũng làm chung với mình luôn các bạn ơi. Mới vô làm được 3 ngày. Mới vô làm được 3 ngày. Wow. Ủa. Rồi mời các bạn mình thử đập cái càng nha các bạn. Nói chung là tự làm nên không biết nó có ngon hay không nhưng mà các bạn ơi, wow, ăn Hiếu ơi. Không nước không nước kéo bên đây luôn bạn. Mời các bạn nha. Cài không? Chấm lút vô. Thịt đó được không? Được, ngọt. Ngọt ha. Con siêu cay thì cũng lộ. Siêu cay luôn. Wow, các bạn ơi, nó không ra được các bạn ơi. Sao trong mặn dữ à? Không, cua không chua lắm ha. Ủa sao không nhét hả? Rút lại rồi. Rút lại các bạn ơi, chứ không phải là thôi. Vậy là thất bại rồi. Rụt lâu quá trời. Ủa chín hà nó ốm. Chín á. Chín hả? Chín quá các bạn ơi. Đây các bạn ơi. Wow. À, miếng sốt me vô nữa nha các bạn. Dính muối. Quá mặn các bạn ơi. Đó. Dạ. Cái này. Chạy nước ha. cay lắm nha các bạn ơi. Bỏ nhiều quá. Rồi, cái mù của bên cô Hiếu nha các bạn. bự quá. Chắc để đất đập quá các bạn ơi.
không xong à? Sẵn có chấm dưa hấu ăn rồi. À, chấm dưa hấu luôn. Wow, thử miếng dưa hấu các bạn ơi. Mà bạn dưa hấu luôn các bạn, ngon quá. Tối qua giờ mình làm sẵn hết á. Rồi, xả lét luôn. Wow, ốm quá các bạn ơi. Không phải ốm đâu, đây. Wow. Chai hả? Mặn. Mặn hả? Chết rồi, mặn quá rồi. Wow. Mặn rồi. Ăn hay dơ miếng các bạn. Wow. Giờ không ngon chứ. Tối qua về chạy vô Tân Khánh á mua đó. Đây các bạn ơi. Hai ốm xíu nha các bạn. Xem miếng xích mè. Ý trời. Ngon quá các bạn ơi. Rồi xong luôn các bạn ơi. Xong rồi các bạn ơi, nước tắt luôn rồi. À. Ây da. Xong luôn rồi. Nói ngon quá, xong luôn rồi. Con ha. Đi, hả hả. Rất ngon hết rồi. Con mà. Gì? Thôi làm luôn đi. Thôi. Gì thôi. Để ngay, mặn để quá, quá. Để cái chuyện thôi. Mặn hả? Bún nè, bún nè. Wow. À cái kèn đó, kèn nó bị hư rồi. Hư rồi. Bỏ khúc này đi. Uống quá, uống cái gì? Uống cái gì? Trời nó ốm dữ ta. Sao nước không à? Bỏ khúc hoài đi, khúc đó được á. Ráng cái mình đi Hiếu. Wow, ớt này giờ mình không dám ăn nha các bạn ơi. Mình bỏ vô cho nó ngon, nó thơm thôi. Cho đỡ tanh thôi à. Ngon quá. Mặn mặn thiệt các bạn ơi. Nãy, ủa nãy đâu có bỏ muối đâu. Có bỏ muối. Một cái miếng mà. Ừ. Sao mặn vậy ta? Mày rút cái này nha. Cua này của Cà Mau mà. À, Cà Mau là mặn thẳng hả? Wow. Mình sợ sống nên mình cầm cho chắc các bạn ơi. Mình thấy rớt hết rồi các bạn. Sau này cắn bẻ nó không ra ta. Nhìn chín quá là sao vậy chứ. Rớt cái mình thôi hả? Làm cái kèn nữa. Chấm dưa hấu ăn bả cháy. Ngon quá. Nhưng mà anh thấy hay bở á. Hai trăm ngàn thấy hai mươi khối. Này ông anh cho. Ngon quá, ngon quá.
8 giờ mình về làm bây giờ 7:15 rồi các bạn. Nó khi ta đem ta rộng con bị ốm á. Bắt chú xe là mới được rồi. Wow. Hết dơ hấu rồi mới về. Chào Hiếu Yến. Bẻ ra cũng ngon mà. Lén em, ăn gì hấu vô nó ngán, đỡ ngán bớt à. Bay rưỡi mình về mình làm được à? 8 giờ đi. Giờ chết cái chứng minh cho bé kia nữa. Sao hôm nay đang ăn mì nữa quá. Giờ ghé ăn đâu kìa. Hẹn ông kia 6 giờ. Vô mua 2 hộp cháo lòng à. Có một bán hộp. Trời ơi, nước uống nước ngon chứ đó mà. Mà vậy chứ mà ăn con nghe cũng ngán quá các bạn. Sáng thức sớm lại làm cua nè. Tối làm gì hấu. Rất không ra bổ tủ lạnh. Không đáng được miếng nữa em. Miếng nữa. Ăn thêm luôn. Làm nguyên con luôn. Phụ chứ. Giờ viên cái mâm này sao? Sao bưng? Bỏ bịch hả? Bỏ bịch là có gì hấu về sao ấy? Anh làm trước rồi cũng vậy. Gì? Đấy, còn cái chảo xong. Không đúng làm này mặn mặn. Thấy gì hấu ngon quá các bạn. Nắng đã chói lên rồi. Làm cái kèn đó. Wow. Dằn hết rồi các bạn. Bữa nay xong mặc áo còn phật. Không dính, không dính. Không dính nào. Ốm qua rà ít rồi quá. Hôm nay răng mình nó hơi bị cứng các bạn ơi. Cắn cái nó bể luôn rồi các bạn. Wow. Đứng miếng vỏ. Wow, nước chảy quá. Mình không mai mà mình không có cắt cái đầu á, chứ cắt cái đầu nó mặn lắm nha các bạn.
Nãy anh bỏ có xíu muối các bạn ơi. Lúc kinh nghiệm mà mốt mình làm này mình khỏi bỏ muối. Wow. Wow. Nước chảy hết, đập ra hết. Cũng còn hai ốm mà. Không được đó Hiếu. Ép rồi ăn hết luôn á. Ép ăn đi. Trời ơi, ráng hết đó đi. Ngượng con mà là không nổi nữa rồi thôi. Ây da. Ngon quá các bạn ơi, ngon quá các bạn ơi. Thôi mình sợ nó sống nên mình ráng đập bể ra luôn nha các bạn. Nãy nó dằn hết trái chàng rồi các bạn ơi, giờ mình ráng. Mình sợ quá, mình làm từ từ thôi các bạn ơi. Wow. À, hơi mặn quá. Đây các bạn. Wow, đây. Wow, đây các bạn ơi. Và nó ngon thiệt chứ. Hai cay xíu các bạn. Chưa chín Hiếu à. Các bạn, con này mình chừa cho mẹ mình nha các bạn. Này mình chừa cho cháu mình. Hai con này mình chừa lại nha các bạn. À, video của mình tới đây là kết thúc. Chúc các bạn ngày thứ bảy vui vẻ và ấm áp nha các bạn. Chào tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn xem video của mình. Các bạn hãy đăng ký, like. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.